xong là làm mấy cái meme tưởng hay ấy. Nhưng mà mình thấy không hay, mình thoát thế thôi. Không trình bày nhiều. Đấy năng lượng rồi, đẹp trai rồi. À nhưng mà 6 giờ mẹ rồi. Muốn khóc quá. Nhưng mà thôi chắc là ít nhất thì mình cũng giả cái nhiệm vụ với cả gặp được. Từ từ đã, 6 giờ rồi thì gặp được. Oh no, Abigail ở đâu bây giờ? 18 giờ là 6 giờ đúng không? Hey, mình vẫn vào được đây này. What? What the fuck? Abigail ơi! Miguel! Sao 6 giờ mà mình nhận vào được nhà của ông bà này nhỉ? Lạ nhỉ? Thế? Từ á? Nếu mà không có con bé nó không có ở nhà chắc nó đang ở ngoài à? Ok. Anh tuổi gì? Anh tuổi Tý. Anh anh không đùa, anh nghiêm túc là anh tuổi Tý, anh tưởng anh sinh năm 1996, tuổi con chuột. À, mình không biết là bạn Abigail giờ đang đứng ở đâu. Chết giờ. À, có thể đang đứng ở mấy cái cầu này chăng? Có vẻ không phải. Hay là đang ở cái quán bar? Hay là đang đứng ở chỗ góc nào đấy? À, hey. Không có ai ở đây cả. Kể cả ông thị trưởng luôn. Edgelot. À ông thị trưởng chắc ở trong nhà rồi nhưng mà. Yep. Không mở cửa. 20 giờ rồi không có mở. Game này không nhớ. Hình như 20 đô. 20 đô đúng không nhỉ? Mình không nhớ nữa. Lâu mình mua từ lâu lắm ấy. Lúc mình mua nó được giảm giá khoảng 10 đô rồi đấy, nhưng mà giờ thì không nhớ nữa. Hey, tôi đi ngủ vậy. Xem dự báo thời tiết, mong ngày mai trời mưa, không thì tôi chết mất. À, dự báo thời tiết tuyệt vời luôn. Ok, mai đi chơi rồi. Fuck you boy. À, quên mất không, từ đã vuốt đầu mèo mà. Không được à? Tới đến đầu mày. Vuốt đầu mèo à? Nó ngủ hơi ra ấy. Hey, hái lượm cấp 5 đây rồi. Forester gỗ có giá thêm 50%. Gatherer có cơ hội nhận được gấp đôi sản lượng hái lượm. Chặt cây gỗ tăng giá hay là Gatherer? Thực ra thì mình không bán gỗ bao giờ cả, thế nên mình sẽ chọn Gatherer. Tại vì gỗ lúc nào cũng cần dùng cả, chả bao giờ mình bán gỗ cả. Thế là mình sẽ dùng Gatherer. Oh shit. That a lot of stuff, my dude. Cảm ơn bạn Crado, đây là bên đồng. Cảm ơn, chào mừng Crado đến với cái phim nhỏ nhỏ của anh. Sorry vì hôm nay anh không thông báo cho mọi người, đâm ra là có lẽ là em vào muộn rồi đúng. I'm sorry, sorry Marcian. Anh vô cùng xin lỗi. Anh cũng không định đâu nhưng mà anh cũng kiểu cũng muốn thông báo lắm nhưng anh quên. Cảm ơn bạn Silent Phúc Trần đã ủng hộ mình 20.000 đồng. PC cho Khánh khốn khổ gaming 20k sáng này. Cảm ơn em. Anh rất vui khi mà em ủng hộ tiền cho anh như thế. Có tiền mai có tiền ăn sáng rồi, may quá. Cảm ơn em nha. Khổ lắm ấy, mấy hôm nay không được ăn sáng đâu, xong là có người ủng hộ cho thế là ngày mai có tiền ăn sáng rồi, vui quá. Chơi Minecraft server anh không biết chơi Minecraft. Anh chán Minecraft lắm rồi. Ok, ok, làm thêm được nè. Trời ơi, 30 hạt giống lại. Mình không nhớ là mấy cái hạt giống này mất bao lâu để nó mọc ra ấy. Nhưng mà để xem nào. Chưa đầy ngày 15 mà yên tâm, chắc chắn là đủ, chắc chắn là còn thời gian để nó mọc. Okay, yên tâm. Không lo nắng gì hết hiểu. Đấy. Vì đằng nào nó cũng mới có nửa tháng rồi mà mọc được rồi thì chắc là nó dưới nửa tháng, mà dưới nửa tháng là mình còn thu thập được, không phải lo. Ok, vứt cái này vật đây, vứt cái này vật đây. Ui, nhiều đồ quá. Xem nào. Bạc dùng để nâng lên là dùng để muối này. Cho vào vải muối để còn bán. Còn so angry. Sorry Master. Sorry Master. Master gì gì đấy, không giỏi tiếng Nhật lắm ạ. Đừng đánh anh. Để xem là mình cần làm những cái gì nhỉ? Sông sản mùa hè, cái này đủ rồi đấy. Hey, chúng ta đủ rồi đấy. Cái này là 1, cái này là 2, ớt là 3, dưa là 4. Hey, chúng ta làm được nhiệm vụ rồi. Sao giống game nông trại với anh? Tại vì game này được gọi là nông trại với anh đùa đấy. Thực ra game này là game Stardew Valley. Nó là... Ô bậy, con nấm sai rồi bạn ơi. Ngon quá bạn. Hey. Tức là mỗi lần cậu này có ấy, thì nó chắc chắn ra được 6 cái nấm. Trong khi có hoa quả ấy, thì lâu lâu mới được... Úi dồi ôi, nhiều đồ quá. Hey, that a lot of stuff. Mình nghĩ là mình nên bán bớt. Mình có nên bán bớt mấy cái này không đi nhở? Bán mấy cái này đi. Này nữa nhá. Cái này nữa này. Không, cái đây nữa nhá. Ok, cái này nhá. Ôi, nhiều đồ quá. Bắt đầu giàu đấy các bạn ạ. Bắt đầu tầm này bắt đầu lắm tiền rồi đấy. Bắt đầu là đồ gọi là có đầu ra đầu vào hiểu không? Có tiền nong ổn định rồi đấy. Bắt đầu gọi là chất lượng đấy. Chào em Hagen, chúc em xem stream vui vẻ. Đi con mẹ em cút. Đi con mẹ mày. Vào đây làm gì? Bánh chích cụ ấy. Sorry, mình rất xin lỗi đúng không? Nếu mà bạn nào đang xem stream trước ra vào gia đình và mình nói câu đấy lên thì đúng là có lỗi quá. Okay. Anh bán diều đi. Không, anh phải đợi thêm một ngày nữa anh. Tại sao ý em là sao khi mà anh bán diều đi? Tại sao mình xuống đây? Xuống đây đúng không? Làm cột thu lôi để làm pin đúng không? Nhưng mà để mà làm cột thu lôi anh cũng chưa làm được cột thu lôi. Sorry. Thu hoạch khế á, khế ra rồi á. Anh tưởng khế nó phải ra ngôi sao rồi mới được chứ. Từ á, đấy á. Khế thu hoạch được rồi à? What? Hey. Hey. Cái này cho vào đây, cái này cho vào đây, cái này cho vào đây và cái này cho vào. Xong. Easy, peasy, lemon squeezy. Hey. Bao nhiêu công sức của mình. Oh, sao lại có cái hộp ở trong kia? Có thun nôi. Ông BH game mình đang chơi game con. Ông té đi, ông té khỏi stream tôi. Ông không, tôi không bắt ông phải xem stream nữa. Cái gì đây nhỉ? Sao mình không mở ra được vậy? Sao lại hộp con đây vậy? Từ từ á. Mỗi phòng đều có một cái hộp này hay sao? Không chỉ có một cái này, có một cái hộp nữa, xong là trong mấy cái hộp trong này. Ok. Bây giờ là đây là nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiền. Nhiệm vụ này mình cần kiếm càng nhiều tiền càng tốt để mình mua mấy cái này. Với mỗi cái này có một cái giá khác nhau, gói 2.500 này. Gói này thì mình không. Gói này tại sao nó ghi là gói 1 dịch chán không? Gói 5.000 này, gói 10.000 này, gói 2.500. Gói 2.500 này, gói 5.000, gói 1 là sao? 2.500, gói 5.000, gói 10.000. Chắc gói này gói 1.000 à? Đoán vậy. Nhưng mà nếu mà thế thì cái này trông cái này là bé nhất nhá. Thế thì gói này gói 5.000 mà. Gói này gói 10.000. À không, gói này gói 10.000 mà. Thế thì gói này gói gì vậy? Chắc gói này gói 20.000. Đoán vậy. 15.000 gì đấy. Do ra mát trong này là gì hả anh? Nó là vẫn là do ra mát thôi, ý em là sao? Ok. Ngon lành rồi bây giờ. Làm ơn ông thị trưởng ông ở cái phương trời nào ông ra đây để tôi ném cho ông cái quần đấy. Thề má để quần ở nhà rồi. Oh shit. Ê đi hôi của bà con đi. Có tàu đi. Hôi của. Đến giờ hôi của khẩn cấp. Chứ giờ có tàu đi qua. 2.000, 500, 5.000, 1.000, 2.000, 25.000. What the fuck. Hey. À, đây rồi ông. Lúc tôi không cầm theo thì ông lại ra ghét ông thế. Một đánh ông một trận thế. Má, hôm nay mình không cầm. Dịch có lỗi một tí nữa mà. Cái chính ra cái game này dịch rất là chuẩn. Cái bản này dịch khá là chuẩn ngoại trừ cái đấy. Ngoại trừ cái đấy. Ôi của bà đi. Nó gì dơ bà đi. À. Láo thật dám nhảy đánh tàu phát sợ. Nó có rơi gì đâu bạn. Hay có rơi mỗi thế thôi đấy để. Hôi của. Có gì không? Còn gì rơi nữa không? Hôi của. Nãy có mấy bạn donate được mà sao lại lỗi? Ý bạn là sao khi mà lỗi? Hôi của. Chào quế cả eo đùa thề. What the fuck? Tưởng hôi của được nhiều tí được có đúng là cục than. Thật đấy. Có nhiều bạn bảo là không bao giờ, tức là mình nghiên cứu cho này rồi và rất nhiều người bảo là tuyệt đối không được đăng ký cái hội viên của Joja tại vì thật sự là cái role của bọn Joja khá thiệt. Thế nên mình không chơi chứ không cũng chơi rồi. Đây là nha. Oh. Hey. Chúng ta được khế này. Chúng ta được đúng một quả khế. À, đúng coi là một quả khế thôi, đúng không? Quả khế. Đúng một quả khế. Má buồn quá. Cái gì có cái máy xay ấy luôn ấy, máy xay hạt giống luôn ấy, tệ ghê. Kệ phải từ từ vậy. Tặng quà phát. À đúng rồi. Quần đùi. Khó, lấy quần đùi. Anh lấy kiếm đánh cái tàu phá ly. Phá ly meme. Phá ly story fan. Đủ tiền mua game mới. Khánh mua rồi bạn. Mình mua rồi chứ. Nhưng mà chả qua là gọi là gì nhỉ? Chưa setup. Mình setup xong mình sẽ chơi mà stream mà yên tâm đấy. Nó gì? Nó nắng gì? Thế cái ông thị trưởng ông đi đâu rồi? Ông đi, mình nhớ là vừa lấy là ông đi lên trên này. Mình mong là ông vẫn còn ở cái khoảng ở trên đấy. Không thì tôi thề với Chúa là tôi lại phải đi tìm ông ý đấy. Khóc luôn đấy. Vừa nhổ trái khế xét đánh. Khá sợ. Ông thị trưởng đi nào vậy? Trên này à? Có thể đi sang bên này. Không có. What? Ông thị trưởng đi đâu nhỉ? Hỏi chấm. Biến mất vào không. Biến mất như một dẫn giả không mà. Hey, bọn này bán cái gì không? Bán này được 250 đồng vớ vẩn vậy. Đoạn kiếm 97 sát thương. Kiếm xương 20-30 sát thương thôi. Nhưng mà cái này là bao nhiêu? Thì kiếm xương này khá là đắt nhưng mà khá là ngon đấy. 20-30 sát thương á. Rát ở lót là đam mệt đấy đúng. Chỉ tiêu này mình đã giết được đủ chưa nhỉ? Chưa cái gì đủ cả. Có vẻ như vậy. Ngoài một con trùng ra mình chưa đủ cái gì cả. Tệ. Chừng nào có cái gì? Ok. Khánh sẽ trồng cái quần đùi lên đầu. Mình muốn úp cái quần đùi lên đầu miếng rồi nhưng mà tìm chả thấy đâu cả. Má. Trong nhà Robin á. Ông ấy đến nhà Robin á. Thật à? Tìm thấy chúng ở đâu? Ồ hở. Ở đó sao ta chẳng biết là sao đó thấy được đó nữa. Khụ. Chỉ có cháu và ta biết chuyện này thôi hiểu chứ. À thế có được thưởng không ấy? Ok. 750 vàng. Easy money. Money banking. Khi là chỉnh cái thanh donation dịch sang bên trái một tí được không? Nó che mất cái thứ ngày tháng rồi. Nếu ok để mình nghiên cứu và mình thay đổi vị trí của nó vậy. Bây giờ thì mình sẽ cầm cái này đi tặng quà. Ở dưới này đúng không nhỉ? Có con thể con à đây rồi, 4 giờ máy quá, vừa đủ. À từ từ nhiệm vụ. Cá vượt miệng rộng nghỉ đi bạn ơi. Lại cá cái căng củ cọt. Không có cá củng ấy. Cá củng ấy. Đâu rồi? Lại đi Lại đứng ở cầu tự kỷ rồi. À, sách ở góc bên trái nhà hội thám hiểm có quyển sách kìa, mình không để ý. Sorry Martian. Nó đâu rồi vậy? Con ẩm đâu rồi? Abigail! Abigail! Fuck my life, không có đây luôn mà. À, trong nhà sách. Trong nhà sách. Trong nhà sách chuẩn luôn đó. Đậu phộng không phải trong nhà sách à? Khó gì? Tra wiki thì cũng hơi, nó hơi mất thời gian. Nhưng mà thực ra để bảo nói thì đi tìm NPC có khi còn mất thời gian hơn. Nên là tôi không biết là tôi phải làm gì cho hợp lẽ phải bây giờ đấy. Thật tệ. Lẽ phải không đứng bên phía tôi bây giờ luôn. Khó quá. Ở trên núi à? Ok. Thế thì có thể là trên núi thật. À, sao tới tập này rồi mà anh còn nghèo quá vậy? Tại vì game này nó phản chiếu con người ngoài đời thực của anh. Không thấy trên núi đâu cả. Hey, giết tôi đi. Thôi hôm sau đi. Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay mới là thứ hai. Thứ hai là ngày đầu tuần. Không có gì phải lo cả. Không có gì căng thẳng cả. Thoải mái đấy. Đi đào khoáng sản đi. Không việc gì phải nói. Uh-huh. 75